Xin kính chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của báo Sức Khỏe và Đời Sống. Thưa quý vị, thông tin bé gái bị nhân tình của mẹ đối xử tàn độc với đỉnh điểm là 9 chiếc đinh trên đầu đã tử vong vào 19 giờ 10 phút tối ngày 12 tháng 3, khiến dư luận không khỏi xót xa bàng hoàng. Vậy là sau 2 tháng cố gắng chống chọi, kiên cường chiến đấu với mọi đau đớn, thì phép màu đã không xảy ra với em. Và chắc hẳn ngay lúc này, người thân của nạn nhân là những người đau đớn nhất. Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nỗi đau mất con, mất cháu chưa bao giờ là dễ dàng với bất kỳ ai. Cụ thể, tối 12 tháng 3, đại diện Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn cho biết bé gái DNA ở xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất đã tử vong sau 2 tháng điều trị. Nguyên nhân được xác định do tổn thương não quá nặng, không thể phục hồi. Hồi tháng 1, bé DNA bị nhân tình của mẹ ra tay tàn độc dã man, găm chín cái đinh trên đầu dẫn đến nguy kịch. 21 giờ tối 12 tháng 3, người thân có mặt tại bệnh viện đa khoa Sanh Pôn, làm việc với công an, kiểm sát viên và luật sư về các thủ tục giám định pháp y. Anh Đỗ Hữu Toàn, bác trai của bé NA cho biết, khi bé chút hơi thở cuối cùng, trong viện chỉ có bố ruột là người túc trực chăm sóc. Vợ chồng anh Toàn và ông Đỗ Hữu Trức, ông nội, sau khi nghe tin cháu mất cũng vội vã vào viện. Anh nói, tôi vừa vào tới viện, chạy đi mua bộ quần áo mới trước khi chuyển cháu đi làm thủ tục pháp y. Trước đó vài ngày, cháu cũng không tiến triển gì. Mọi thứ phải nhờ đến máy, không ăn sông hay cử động chân tay nữa. Kể từ khi nghe tin cháu gái qua đời, ông Đỗ Hữu Trức, ông nội của bé A như chết lặng điện thoại của ông chức liên tục có những cuộc gọi đến gửi lời chia buồn ánh mắt ông sừng đỏ giọng nói nghẹn thấu tâm can ông đau khổ và thương tiếc vì không cứu được cháu ông chức kể hôm trước bé gái vừa được chuyển máu nhưng gia đình không kịp cứu cháu ông chức nghẹn ngào nói cách đây hai ngày các bác sĩ mới chuyển máu cho cháu gia đình tôi luôn mong một phép màu sẽ đến với cháu dù chỉ còn một hy vọng Vậy mà hôm nay cháu đã đi. Gần 2 tháng qua, nhiều lần cháu thập tử nhất sinh, các y bác sĩ của bệnh viện đã rất nỗ lực cố gắng cứu cháu. Gia đình cũng luôn thay nhau túc trực ở bệnh viện. Tôi đau khổ vô cùng nhưng không biết phải làm thế nào. Ông Trức cho biết, dù dịch Covid-19 thời điểm này diễn biến phức tạp, nhưng gia đình vẫn cố gắng chia người vào bệnh viện để túc trực chăm sóc cho cháu. Tôi rất buồn và đau khổ. Hai tháng qua, cháu phải trải qua nhiều lần thập tử nhất sinh. Nhưng đến phút này thì cháu không còn nữa. Nghẹn ngào và xúc động. Ông chức nhiều lần nói thương tiếc cháu nhưng không biết phải làm sao. Đến phút cuối, ông vẫn bày tỏ nguyện vọng bệnh viện trong quá trình mổ pháp y có thể lấy đinh ra khỏi đầu cháu, không để cháu mãi mang dị vật trong đầu. Về phần chị Nguyễn Thị Luyến, 27 tuổi, mẹ bé A, cách đây 1-2 tuần vẫn gọi điện hỏi thăm tình hình của cháu. Phía gia đình không cấm cản Luyến đến bệnh viện thăm con, vì dẫu sao, chị cũng là mẹ của cháu bé. Chị Nguyễn Thanh Huyền Anh, bác dâu của bé A, rụng rời chân tay khi hay tin cháu đã qua đời. Hai tháng qua, hy vọng duy nhất của chị và gia đình là bé mạnh mẽ vượt qua như những lần thập tử nhất sinh trước. Nhưng cho biết, Khoảng 16 giờ chiều 12 tháng 3, chị nhận được tin người thân báo bé có dấu hiệu trở nặng, khó qua khỏi. Chị Huyền Anh bày tỏ: Đến bệnh viện, người nhà báo tin cháu có dấu hiệu tim đập trở lại sau khi được các bác sĩ cấp cứu. Do dịch Covid-19 nên người thân không được vào trong. Tôi đứng đợi bên ngoài nghe ngóng tin tức của con. Đến hơn 19 giờ cùng ngày, gia đình tôi đau xót khi nhận tin con tử vong tôi không thể diễn tả được cảm xúc lúc này gần hai tháng qua điều tôi hy vọng duy nhất con sẽ vượt qua như những lần trước để trở về trong vòng tay của ông bà bố và các chị của mình thế nhưng nó đã không xảy ra chị huyền anh bật khóc cháu đã rất kiên cường cố gắng khi có những cử động tiến triển tốt chúng tôi đã hy vọng nhiều còn nước còn tát nhưng đến cùng cháu đau đớn quá không thể vượt qua được chị Huyền Anh chia sẻ. Lần này con đau đớn quá, không thể vượt qua được. Mong muốn của tôi lúc này đó là con ra đi thanh thản, pháp luật công minh đòi lại công bằng cho con. Thời gian qua, cháu đã phải chịu đựng quá nhiều nỗi đau rồi. Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của bé DNA cho biết, sau khi mổ pháp y, bé A sẽ được đưa về nhà ở Thạch Thất và hỏa thiêu tại Ba Vì. Dẫn nguồn tin trên báo Dân Việt, tiến sĩ bác sĩ Trần Văn Trung, trưởng khoa hồi sức cấp cứu nhi, bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn cho biết, bé Ngọc A hồi sức đến nay đã gần 2 tháng nhưng đáp ứng điều trị không được tốt, tổn thương não không hồi phục. Mấy ngày nay, cháu A luôn trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, nặng dần và đã không qua khỏi. Trước đó chiều tối 17 tháng 1, bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất tiếp nhận bé gái DNA ở xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, nhập viện trong tình trạng hôn mê và co giật. Bé A được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn sau khi chụp chiếu đã phát hiện có 9 đinh trong sọ não. Ngày 20 tháng 1, Công an thành phố Hà Nội khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Trung Huyền, 30 tuổi, thợ mộc, là nhân tình của mẹ bé A. Tại cơ quan công an, Huyền khai nhận đã đóng đinh vào đầu của bé gái. Những lần trước bé nhập viện do ngộ độc thuốc trừ sâu, gãy tay, nuốt đinh hay đau tai đều do Huyền gây ra. Người nhà cho biết, anh Đỗ Hữu Trung và chị Nguyễn Thị Luyến, mẹ bé A, đã lập gia đình hơn 10 năm nay. Hai vợ chồng đến với nhau không xuất phát từ tình yêu mà do mai mối. Do anh Trung không được nhanh nhẹn nên chị Luyến càng đáng trụ cột gia đình. Cả hai sinh được ba người con. Tháng 2 năm 2021, Luyến bỏ đi, để lại các con cho ông bà nuôi. Ba tháng sau, Luyến quay về đón con. Hai người ly hôn hai bé lớn về ở với ông bà nội tại xã Canh Nậu, còn bé út DNA sống với mẹ. Thưa quý vị, vậy là sau hai tháng chống trọi với nhiều lần thập tử nhất sinh, phép màu đã không xảy ra với cháu bé bị nhân tình của mẹ găm đình. Những nỗi đau đã kết thúc, khép lại một cuộc đời đầy đau thương. Cuộc đời đã quá tản nhẫn với một đứa trẻ chỉ mới đang ở cái độ tuổi học ăn học nói, còn cả cuộc đời trước mắt và vẫn còn quá ngây thơ trước những đòn thù tàn độc của người lớn. Đây cũng là hồi chuồng cảnh tỉnh cho những hành vi độc ác, lấy những nạn nhân nhỏ tuổi là nơi để chút đòn roi và thái độ thờ ơ của những người xung quanh trước những nỗi đau của con trẻ đang phải chịu đựng. Nếu người thân trong gia đình hay những người xung quanh cháu bé phát hiện ra sự việc sớm hơn, nhận ra những thay đổi của cháu A, ngăn chặn kịp thời ngay từ khi cháu phải đi cấp cứu vì những lần ngộ độc trước đó, thì có lẽ bé A đã có thể tiếp tục sống một cuộc sống vui vẻ, hồn nhiên như những gì bạn bè cùng trang lứa có được. Hy vọng bé A ra đi thanh thản và gia đình cháu sẽ sớm vượt qua nỗi đau thấu trời này. Bên cạnh đó, chắc hẳn ngay lúc này, gia đình nạn nhân cũng như dư luận đang rất mong chờ một bản án thích đáng từ pháp luật cho kẻ thủ ác với những hành vi thú tính không khác thời trung cổ. Những thông tin tiếp theo về vụ án, bản án dành cho kẻ thủ ác cũng như quá trình điều tra sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Nếu đây là tin tức mà quý vị quan tâm, đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi. Còn bây giờ, hãy bấm vào các video ở phần màn hình kết thúc để cập nhật các bản tin có liên quan và xin được hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.